những lần chạm mặt sượng trân của bé dâu và chàng bắp sau 3 năm chia tay. Vì biết như một bộ phim drama dài tập khi chứng kiến những chuyện tình đẹp tự cổ tích hay những mối tình thanh xuân vườn trường của loạt sao Việt cúp bộ chính ít Ngô Kiến Huy và Khổng Tú Quỳnh cũng không ngoại lệ, dù không còn bên nhau nhưng mối tình thanh xuân 8 năm của cả hai vẫn nhận được nhiều sự chú ý. Thấm thoát đã 3 năm sau chia tay, bé dâu và chàng bắp giờ đây dù có vài lần chạm mặt nhau đều cố tình tránh né như hai người xa lạ. Mới đây, Khổng Tú Quỳnh và Ngô Kiến Huy đã vô tình chạm mặt tại buổi ra mắt phim của đàn anh thân quen. Từ khi đường ai nấy đi, cặp đôi đều thăng hạng nhan sắc đáng kể và cũng như mọi lần, Khổng tú Quỳnh lựa chọn đến thời điểm khác tình cũ và Ngô Kiến Huy cũng vậy. Trước đó cặp đôi cũng cùng xuất hiện trong bữa tiệc sinh nhật của Bảo Thi với tư cách đồng nghiệp thân thiết. Tuy nhiên thay vì gần gũi, cả Ngô Kiến Huy và Khổng Tú Quỳnh đều lựa chọn giữ khoảng cách và ngồi xa nhau. Thậm chí khi chung vui cùng chủ tiệc bằng những bức ảnh chụp chung, cặp đôi vẫn không lại gần nhau để tránh khó xử. Không muốn giấy lên nghi vấn quay lại với tình cũ nên chỉ những sự kiện thực sự quan trọng khổng tú Quỳnh và Ngô Kiến Huy mới đồng thời xuất hiện. Kể từ khi chia tay, đám cưới đông nhi là chạm mặt đầu tiên giữa cặp đôi, cũng như những lần khác sau này, họ lựa chọn tránh mặt nhau, thậm chí không chụp chung bất kỳ một khung hình nào. Trước đó cả hai vẫn khẳng định với công chúng rằng họ vẫn giữ mối quan hệ hòa hợp và không cần thiết công khai cả hai chỉ chia sẻ với nhau về âm nhạc nhưng không phải cứ đưa lên mạng xã hội để mọi người biết. Đúng rồi cả nhà ơi! người ta đừng ai nấy đi rồi mà cứ bắt đứng chung hoài ai mà chịu